Thường nó cái này nè, ống ánh nhìn nó sang hơn cái màu đỏ. Hai mẹ cũng la lên kêu nó bắn qua mẫu màu đỏ đi, màu vàng. Đem dán kìa. Như em đem lên thùng lên cho mẹ nữa con. Bảo. Mẹ đóng vô mà đi ra, đưa ra. Đi ra đi con. Để lên đi, đi ra đi thử không cho mẹ đóng vô nè. Đi ra không? Anh ơi lật kem ra. Nghe không? Đi ra. Ơ chưa già hả? Hay khúc hay già. Qua anh không đóng gì nè. Để chú đi chú đi chú. Nó hao. Nó hao vậy cắt miếng vậy cũng dán vô chứ hao gì mà hao. Đâu có được cái miếng bự cái nhỏ đó. Mẹ nói nghe không vậy? Đưa thùng cho cha để cha làm. Hai miếng nó đủ rồi. Cái này đưa thùng cho cha coi. Nó dớt nó bị ồn. Sao?
đếm đủ rồi. Tám hộp đó, bốn hộp rồi. Năm năm hộp vuông đó là năm hộp này nè. Mười hộp này năm hộp vuông, năm hộp lớn. Này đóng cho khách sỉ trên thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em là chuyên về yến để giờ lẻ nha. Anh em nào muốn sỉ thì alo cho mình, giá bình dân nè. Này mình đóng đi vô hộp 500 với hộp 1 triệu. Này 500 nè, hộp này 1 triệu. Này 2 chú mấy. Đóng đi thành phố Hồ Chí Minh cho mối sỉ. Chứ ngày 2 ngày là được xuyên mối, ngày ngày xuyên mối. Bán lẻ thì thường xuyên, bán lẻ hợp phải hợp thường xuyên.